Chào mừng các bạn đã đến với kênh Giá Phần Tư Nông Nghiệp. Hôm nay giá lúa gạo ngày 23 tháng 7, giá lúa hè thu tiếp tục giảm từ 50 đến 200 ngàn đồng trên 1 ký. Mời các bạn cùng theo dõi. Giá lúa gạo hiện nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đều giảm từ 50 đến 200 ngàn đồng trên 1 ký. Với các loại lúa và thị trường lúa hè thu đang hơi bị chậm lại, đặc biệt là giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt đều có cái sự thay đổi. Lúa tươi OM5451 đang được thương lái thu mua tại ruộng với mức giá là 5.600 đến 5.800 đồng trên 1 ký, và nó giảm xuống là 200 đồng trên 1 ký lúa. Và tiếp theo đó chính là lúa OM18 có giá là 5.900 đến 6.100 đồng trên 1 ký. Và đặc biệt cái lúa OM này nó cũng giảm là từ 50 đến 100 đồng trên 1 ký lúa. Tiếp theo đó chính là lúa tươi Đài Loan, Đài Thơm 8. Sao tôi cứ lộn cái vụ này ngoài ta. Lúa tươi ha, lúa tươi viết ra cho nó dễ. Đài Thơm. Đài Thơm 8. Ở mức là 5.800 đến 6.000. Đó, 5.800 đến 6.000 đồng trên 1 ký lúa. Và có cái sự điều chỉnh là giảm, lại tiếp tục giảm nữa ha. Cái chuỗi này nó giảm là 100.000 đồng trên 1 ký lúa. Và lúa nàng hoa chín, lúa nàng hoa chín ở mức là 5.900 đến 6.100 đồng trên 1 ký, và lại tiếp tục có sự điều chỉnh là giảm từ 100 đến 200 đồng trên 1 ký lúa. Tiếp theo đó chính là giống lúa IEG 504 có mức giá là 5.500 đồng đến 5.700 đồng trên 1 ký. Hết giấy rồi. Được rồi. Chúng ta tiếp tục lúa IEG 504 loại khô ha, khô, cái này là khô nha. Đó, gạch ngang, gạch đít đó. Là có giá là 6.500 đồng trên 1 ký lúa. À, lúa khô thì em có gạch đít đó. Rồi, với mặt hàng lúa nếp, tạm thời gạch ngang cái này đi. Lúa nếp thì nếp ở An Giang á, nếp An Giang, viết trời cái chữ An Giang cho nó đẹp đẹp luôn coi. An Giang tươi có giá là từ 5.800 đến 5.900, 5.900 đồng trên 1 ký nha. Và lại tiếp tục có sự điều chỉnh, đó là giảm từ 100 đến 200
đồng trên 1 kg lúa. Tiếp theo đó chính là nếp. Nếp ở Long An tươi thì là có giá là 6.100 đồng đến 6.300 đồng trên 1 kg lúa, trên 1 kg nếp chứ, nếp. Rồi, nếp An Giang loại khô nha, khô gạch đích là cho bà con dễ nhìn thấy ha, là từ 7.500 đến 7.600 đồng trên 1 kg lúa. Tiếp tục lại là nếp Long An, Long An mà loại khô, cái này chắc bà con đón biết cách tôi làm luôn đó, là có giá từ 7.700 đồng á trên 1 kg. Xong, chúng ta đã qua được cái nếp. Bây giờ với mặt hàng gạo thì có cái sự điều chỉnh như sau. Giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm thì nó có sự chuẩn lại sau phiên cái điều chỉnh giá, nó hơi giảm. Hiện tại thì giá gạo hiện tại giá gạo nguyên liệu nha, hiện tại giá gạo nguyên liệu IEG 504 ở mức là 8.200 đến 8.300 đồng trên 1 kg lúa, kg nếp, kg gạo, lộn nữa. Thì tiếp hết giấy à. Rồi tụi mới đẩy giấy lên chỉnh sửa chút cho bà con. Hiện tại thì cái gạo thành phẩm được điều chỉnh là từ 8.600 đến 8.700 đồng trên 1 kg gạo. Với mặt hàng phụ phẩm là đó là tấm, cái loại tấm IEG 504 đứng ở mức là 8.300, có nghĩa là nó đứng lại chứ nó không có tăng giảm gì hết, đến 8.350 đồng trên 1 kg. Vậy thì cái này nó đứng thì ta gạch ngang gì chứ không có mà gạch lên. Tiếp tục đó là cái loại cám khô giá là 8.600 đồng đến 8.700 đồng trên 1 kg. Và tiếp tục bà con hãy theo một cái số thương lái tại khu vực An Giang và Đồng Tháp nè, thì hiện nay lượng gạo nguyên liệu về nó nhiều hơn. Các kho mua thì lựa các mặt hàng gạo tại thị trường lúa hè thu thì rất là chậm, thương lái ngưng mua khiến giá sụt giảm. Giao dịch phụ phẩm như tấm cám vẫn chậm và nhà máy chủ động chào bán nhiều giảm giá, có nghĩa là nhiều nhà máy chào bán quá nên phải giảm giá. Trong tuần qua lúa tươi ở Campuchia về nhiều thì cái chất lượng lúa nó không có đồng đều, lại nó gây thêm cái chữ giảm giá mạnh nữa. Nhu cầu gạo chợ đóng container ít so với tuần trước do thời tiết xấu. Bây giờ tiếp theo thì các bạn hãy xem các giá gạo ở tại các chợ lẻ
Và trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam duy trì ổn định. Cụ thể là các bạn sẽ theo dõi tiếp tục với cái giá gạo tại chợ lẻ.